Đây, bây giờ hai em muốn ăn con này hả? Dạ, dạ. Thế bây giờ phải làm sao để có thể ăn được nó? Phải bẻ. Ai là người bẻ? Hai anh em cùng giơ tay đời, gấu bẻ trước đi. Sao bẻ chưa? Thế sao bẻ đi? Được không? Bẻ. Được không? Bẻ đi. Được không? Chắn. Ôi giờ để đúng làm. Đúng làm cho nó mà tập. Này, sóc, gấu, tập. Gấu bẻ đi. Tập. Được không? Đập chưa được đâu, vô vô chú. Này, mẹ thử nha. Đập. Đây, sóc đập đi. Gãy không? Đập phát nữa. Không gãy à? Để làm cho sô cô la này cứng nhảy, đập phát nữa. Bùm. Nên mẹ đập nhá. Dạ. Cần gì đập đâu? Mẹ bóp phát nữa gỡ ra này. Hai em đập mãi không vỡ vậy. Đấy, sô cô la trắng đấy không? Sô cô la con. Cắp bút rồi. Cắn đi. Ăn thì nó phải cắp bút chứ con. Ngon không? Ngon không? Cả. Ăn mỗi người một ít thôi, không ăn hết cái chỗ này đâu con. Đây. Ăn cái nào trước? Ăn cái đầu trước hay là ăn cái đuôi trước? Ăn cái đuôi trước. Đây. Đấy, hai em ăn hết chỗ đấy thôi. Còn cái này cất đi để hôm khác ăn nhá. Mình không thể ăn hết một lúc như thế được nhá. Ngon không? Sao ơi, ngon không? Ngon không con?